đi 5-6 người rồi, thầy rồi, nhưng mà tôi thấy là cái thật không có. Tại cô biết sao cô gì không? Cái biểu hiện là biểu hiện của binh, binh ở trong người cô. Cái củ ngải này tắm để mà gõ cho tôi trở xuống nữa. Thì tôi đi, tôi thấy tôi đi sân sẩn, tôi không muốn bệnh gì hết á. Mà dạ, tại sao tôi nằm xuống là tôi bệnh? Đúng rồi, nó bóp tim cô. Tại vì tôi coi trên clip, tôi thấy thầy rất là hay. Nhưng mà tôi nghĩ là thầy là một cái sứ mệnh ở trên đưa xuống để thầy đi giúp đời. Cô, rồi cô kể đi, cô gặp con giúp gì cô? Nhờ thầy giúp giùm như trị cho tôi bệnh, như là nhiều hồi lúc trước thì tôi ngủ không được. Rồi tôi tự nhiên cái mình tôi nó nổi đốm 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 vậy nè, nó nổi trên đầu, nó nổi trên đầu đốm 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 vậy, xong cái nổi tai, nó nổi tùm lum hết. Rồi 2-3 ngày cái lặng mà, mà nó nổi hoài vậy, rồi mình mấy nó nhức, rồi nó ngủ không được. Nó không biết làm sao, kỳ cục vậy đó. Rồi tôi cũng đi thầy, đi thầy cũng 3-4 người nhưng mà không hết. Cô đi thầy ở đâu? Thầy ở dưới Tân Thành, Gò Công. Dạ. Tại vì quê tôi dưới. Dạ. Rồi ở Hòa Đồng. Dạ. Ở Hòa Công, ở đâu nữa đó, cũng 4-5 người lận, với lại bác ba đó thì vợ mất rồi. Dạ. Thì bác ba đó thì ông làm phước. Dạ. Còn có ông thầy sao, cái tôi thấy tôi bệnh kỳ quá, tôi đi xuống ổng thì ổng cho tôi cái củ ngải á chú. Về ông biểu tôi đâm đi rồi bỏ rượu vô rồi tắm. Tắm hả? Tắm. Mà biểu xối từ đầu xối xuống, với tôi ngại, tôi nói ủa sao kỳ quá, sao mình đi trị bệnh mà sao biểu mình lấy củ ngải đó phải đâm rồi phải xối từ đầu xối xuống. Dạ. Rồi tôi cũng mình nghĩ nếu mình không làm thì mình ta cũng không mấy mình, mà tôi đi có 2 lần rồi tôi thấy ông thầy đó không được. Dạ. Sao không được? Sao không được không? Sao không được là tại tôi thấy ông không có cái tâm. Tại sao? Tại vì ông làm thầy mà ông kêu là làm thầy, kêu là gõ thêm á, cũng như là làm cho mình đến á, cũng như mình không đi là không được. À, tức là cô bắt buộc phải tìm ổng. Đúng rồi, phải theo ổng. Nhưng mà trước đó thì tôi biết là cái này không biết ai yếm, không biết ai yếm. Tôi bệnh dữ lắm chú, tôi bệnh thì sao có, tôi vô bệnh viện á, cái nông tim cho tim cho tôi, tại tôi bình thường tôi đi song sổng. Dạ. Đi rất là bình thường, nhưng mà khi tôi nằm xuống tôi chóng mặt. Rồi vô bác sĩ nông tôi 4 ten. Ồ, cô nông ten rồi hả? Nông rồi, nhưng mà tôi nông rồi về cũng mấy tháng sau. Dạ. Tôi cũng vẫn còn chóng mặt. Mà tôi ngủ tôi biết không? Tôi thấy coi toàn là người chết không à. Dạ. Thấy người chết không? Rồi khi mà tôi dậy thì tôi dậy không nổi. Nhất là ban đêm. Ghi mình. Ừ, nhất là ban đêm. Đó nên tôi nghĩ là tôi chắc cũng có, nên là tôi mới thấy coi trên YouTube đó. Dạ. Tôi thấy đó, tôi mới nhờ thầy giúp giùm. Dạ. Với lại nhờ thầy giúp giùm ông xã, ông bị mà không biết sao ngộ quá, ông bệnh mà ông đi tới thì hồi giật ông trả lời sao. Nhưng mà ông ngủ có thấy gì không cô? Không có hỏi ông, nhưng mà điều ông ăn thì ông ăn rất là nhiều. Ông biểu hiện không sao? Biểu hiện ông thì thấy ba hồi dậy bốn hồi khác. Đó. Thì cũng thấy bình thường đi. Dạ. Ông hồi nãy đưa ông lên trên phòng trên mé trên. Ông bình thường không? Thì cũng bình thường, nhưng mà cái vấn đề ăn thì mình để ý, tại hồi xưa tôi có nuôi bà già chồng tôi thì tôi mới biết. Dạ. Ở biết đó, sao? Biết là tại hồi đó má chồng bà làm thầy bên đạo Đức Lạnh á. Rồi mới đạo gì? Đạo Kỳ Nam á, hồi xưa đạo Kỳ Nam á. Dạ. Rồi huynh đệ mới đi lên mã, rồi bà già mới vô đó coi, tài xế rồi kêu vô đó coi thì bà coi bà quỷ đó luôn. Dạ. Thì bà về tôi mới thấy bà, là tôi nói nếu mà người bệnh thiệt á thì người ta về người ta biết là con dâu hoặc anh em. Dạ. Còn má tôi thì bà không biết. Bà không biết ai á, bà lắc đầu, bà nhìn mình đi đâu nhìn theo đó, mình nhìn đi đâu là nhìn theo đó. Nuôi bà cũng khoảng 6-7 năm. 6-7 năm mới chết là sao? 6-7 năm mới chết, nhưng mà điều tôi biết là bà, cái bà đó bà vô là bị gì, nói chung là ơn trên, không biết làm sao, không biết, tôi cũng không biết mình sao. Thì tôi nhìn đó thì tôi thấy má tôi không phải má tôi. À. Tại này, nếu má tôi á thì bà sẽ biết dâu, biết con. Dạ. Còn đằng này không biết ai hết, mà mình làm gì cũng để ý hết đó. Còn tôi nằm kế bên á, tôi kêu thôi má niệm Phật đi, thì tôi với bà nằm sát bên, tôi
tôi niệm Phật, tôi kêu bà niệm Phật. Bà đập trùm mà đập cười hí hí rộng. À, là má cô sống không? Má chồng. Má chồng còn sống không? Chết rồi. À. Nhưng mà lúc đó tôi khổ dữ lắm, tôi nghèo, tôi khổ dữ lắm luôn. Thì tôi có nói bà như vậy nè, tôi nói là tôi biết bà mượn xác má tôi. Nhưng mà tôi nghĩ là nghiệp chướng gì đó hay là duyên gì đó, thôi bây giờ tôi cũng trình với bà thôi, và nếu mà sau này bà có mất thì bà phù hộ cho gia đình tôi làm ăn, chứ giờ tôi khổ dữ lắm. Tại nuôi bà 6 năm ẩm bồng không, bệnh một chỗ mà tôi cổng. Rồi tôi cổng đi ra đi tắm rửa vậy đó, mà tôi nuôi 6 7 năm trời sao bà mất. Cái tự nhiên là khi mà má tôi bà mất thì tự nhiên tôi không còn ở đó nữa, thì tôi cũng có xin là cho tôi bán cái nhà đó, tôi trang trải nợ để tôi đi về trên này. Thì tôi quê Gò Công mà, thì khi mà tôi về trên này thì ông bà mới cho con nó làm ăn được, nó tới giờ mới ở đây luôn á. Rồi bây giờ lên đây tự nhiên rồi không biết lý do nào mà mình bệnh, nó ngộ lắm, làm như bệnh giả đò vậy, ba hồn về bốn hồn khác. Nhiều khi tôi bắt nhỏ này nó qua nó cạo gió, cứ hai ngày cạo, một ngày cạo, hai ngày nghỉ, hai ngày một ngày cạo, hai ngày nghỉ, nhỏ này qua cạo gió không. Dạ. Nó cạo riết làm như nó cũng muốn bệnh theo tôi luôn. Đó. Cô ngủ sao? Ngủ thì khi dậy khi khác, nhiều khi mệt, nhiều khi khỏe. Mà nhất là buổi chiều, mà từ ngày mà tôi vô nông ten rồi thì tự nhiên là tới khoảng 5 giờ mấy là tôi không muốn đi đâu hết. Dạ. Muốn leo lên giường nằm nghỉ chứ không muốn đi đâu hết. Mệt hả? Nó mệt mà lại không biết sao, nhiều khi không mệt cũng không muốn đi nữa. Muốn 5 giờ là leo lên giường chứ còn không muốn đi. Còn nằm xuống rồi thì tay nó như vậy, nhiều khi mình ngồi tay nó cũng vậy nè. Tại sao? Không biết tại sao, hồi đó giờ tôi đâu có vậy đâu. Dạ, khi nào cái biểu hiện nó khi nào? Biểu hiện là khoảng là cả năm mấy nay. Tự nhiên. Rồi. Hả? Tự nhiên gì hả cô? Tự nhiên, nè vậy nè. Rồi nhiều khi dò mình, hồi đó mình nằm ngủ im, mình nằm xuống mình để im không? Còn bây giờ nhúc nhích hoài. Lắc hả? Nó nhúc nhích à. Nó muốn, nhiều khi nó muốn rân rân đâu, nó rân rân. Tại cô biết sao cô gì không? Cái biểu hiện là biểu hiện của binh. Binh ở trong người cô. Cái biểu hiện của binh, của quỷ ở trong người cô. Cho nên đó, hai cái tay cô với cái chân cô đó, đa số nở đó. Nở từ đầu gối cô sẽ xuống, tay chân nó điều khiển. Và lâu rồi, rất là lâu rồi. Mấy năm nay rồi. Cho nên đó, cô phải bên tim mình đâu mà đặt tên. Đúng rồi. Cô bị binh tôi cũng vậy. Nghĩ như vậy đó. À. Nhưng mà tôi cũng hỏi thầy vậy, cũng như là cái đó là người ta yếm mình hay là... Người ta hại trục lợi. Tại đây cũng có làm nhiều ca, nhiều cái bệnh. Tức là thầy họ trục lợi. Khi không tới thầy thì nhà mình bệnh. Mà tới thầy đó thì hết bệnh. Cho nên mà khi cô không tới, sai binh tới làm cô, hại cô. Cho cô tới, cô lên bàn tổ, cô gõ, rút binh hết. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, thấy ghét quá thì khi không tới nó hại luôn. Nó hại cho mình đau thiệt đau, nó dồn binh tiếp, nó đưa binh đi. Nó dồn vô người tiền nhiều hơn nữa. Để cho mình đau nhiều mình kịp tiền tới thầy. Với lại tôi có nhận, tôi nghĩ là nó làm tôi. Không, cái chuyện đó là chuyện khác. Còn cái chuyện mà cô đang con người cô, thầy. Ừ, trước tiên rồi. Là cái đó đó. Còn cái chuyện đó, kia nó không có nhiều đâu. Nhiều khi hai ba bữa cái nó nổi một cục ở đây mà đều... như là màu nâu đen vậy đó. Rồi hai ba bữa cái nó nổi bên đây, bắt nhỏ này nó lăn trứng gà. Tôi không biết, tôi lăn là thấy gì? Lăn thì bẻ ra thì nó thấy gì đó không biết nữa. Thấy gì cơ? Dạ thấy trong lòng nó đen, nó u lên đen u. Mà không biết. Ừ. Tại vì tôi không dám đi thầy nữa nên tôi mới nhờ nó lăn mà lâu hết thôi, kỳ đợt đó cũng mấy tháng á. Rồi xong rồi thôi, dai tay giò. Yeah. Tùm lum hết, cứ đốm đen vậy. Cứ đốm đen mà tôi thắc mắc hoài. Tôi biết là tôi bệnh vậy rồi. Tại vì thầy biết không, tại vì tôi hồi xưa tới giờ tôi đâu có kiểu mà tôi nằm bệnh viện vậy, tay chân tôi nó cứ như vậy vậy hoài. Ở trong bệnh viện cô vẫn vậy ha? Nằm bệnh viện cũng vậy mà tôi nói ủa sao hồi đó giờ mình không có vậy mà tại sao bây giờ lại là như vậy. Yeah. Đó rồi tôi giờ dạ, bây giờ thì tôi không có bóp như vậy. Mà tôi phải cứ vậy nè. Bởi con nhỏ cháu đằng kia nó lại nó ngủ với tôi thì nó nói gì, nó thấy tôi mớ mà cái tay tôi cứ bóp nhẹ hoài nó kêu. Mà lúc đó là mình thấy gì đâu không à. Thấy gì cô?
mình thấy cũng như là cái người người chết gì đó, toàn là thấy người chết, không có thấy ai mà nói mà ấy hết. Dạ. Khi khi cô bị cô đi thầy nhiều quá rồi thầy hại cô cũng giác sợ thầy, thì tại thì cái lý do nào mà cô tìm tới con để giúp cô? Tại vì tôi coi trên clip tôi thấy thầy rất là hay, nhưng mà tôi nghĩ là thầy là một cái sứ mệnh ở trên đưa xuống để thầy đi giúp đời. Dạ. Giúp dân. Là tôi thấy như vậy tôi mới là nhờ thầy giúp giùm. Chứ thật sự tôi cũng đi 5-6 người thầy rồi, nhưng mà tôi thấy là cái thật không có. Dạ. Không có thật, mình nhìn là mình biết. Dạ. Đó nên là không được, nên tôi không đi nữa. Rồi tôi có nói nhỏ cháu, tôi nói thôi giờ cô hai coi cái clip thấy thầy, ông thầy Trung này làm bệnh thấy cũng hay, nên thôi để cô hai điện để mà cô hai nhờ thầy giúp giùm cô hai, chứ giờ đi mấy ông rồi thấy không được rồi. Dạ. Rồi mới là nhờ mấy đứa này, tôi không có biết Zalo nên là nhờ nó đi điện kiếm. Điện. Dạ. Đó chứ tôi không biết. Thì cô đặt lịch thì bắt đầu khi cô thấy đúng. Cô tự tin. Đúng rồi. Cô đúng mới rồi. Đặt lịch phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi những cái clip con làm con quay lên trển thì cô thấy như thế nào? Là nói chung ra là tôi thấy thầy trị bệnh rất là hay. Dạ. Thật chứ không phải là giả, thật. Dạ. Tại vì nói chung ra mình bệnh mình biết cái thật cái giả mình biết. Dạ. Với lại cô cũng lớn tuổi, cô có kinh nghiệm. Và cũng là đã nhiều năm đi thầy rồi cho nên có kinh nghiệm nhìn được ai ai đúng ai ai. Đúng rồi, ai thầy giả. Mà thầy bây giờ nói thật sự mà nói chứ bây giờ nói thẳng là bây giờ là thiệt thì ít. Dạ. Nhưng mà giả rất là nhiều. Dạ. Nên cái đời này là cái đời vàng thao lẫn lộn. À, dạ. Đúng không? Tôi nói thầy đúng rồi. Không? Vàng thao lẫn lộn nên thiệt thì ít mà giả rất là nhiều, nên mình cũng phải coi cái chuyện đó nó đúng thì mình tới, còn không đúng thì thôi. Dạ. Chứ bây giờ tôi thấy mình nói chung là giờ đời này mình rất là sợ. Dạ đúng rồi. Sợ đúng là bị gì họ thầy có nhiều thầy mà họ làm mình rồi đó, là hỏi thầy tự nhiên cho tôi củ ngải về biểu tôi đâm rồi tắm. Mà tôi cũng lấy, nhưng mà mình không lấy thì cũng phụ lòng mình, cũng sợ thầy làm mình nhiều hơn nữa. Dạ. Rồi tôi mới nhận cái củ ngải đó, tôi mới đem về tôi mới tắm. Thì tắm từ đầu, ông biểu tắm từ đầu tắm xuống. Dạ. Cái tôi cứ phân vân hoài, tôi không tính nhận. Thì bà vợ của ông thầy mới nói là không có sao đâu, không có sao đâu. À, củ ngải này tắm cho khỏe thôi chứ không sao đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là, tự nhiên tôi nghĩ trong bụng tôi là cái củ ngải này tắm để mà gõ cho tôi trở xuống nữa. À, con trong người con nghĩ vậy hả? Tâm tôi, trong đồng tôi nghĩ như vậy, nhưng mà tôi bắt buộc tôi phải nhận, là bởi vì nếu tôi không nhận thì ổng sẽ nói mình như thế nào đó. Dạ. Mình chê ổng hay này kia, mình sợ ổng làm mình nặng hơn nữa. Dạ. Ổng sẽ làm mình nặng hơn nữa, nên tôi bắt buộc tôi phải lấy cái nửa củ ngải đó tôi đem về. Dạ. Tôi đem về rồi tôi phải tắm. Cô tắm không? Tắm nhưng mà tôi không tắm nhiều, tí xíu rồi tôi đem dục. Tôi không có tắm nhiều. Cô tắm vô cái biểu hiện như thế nào? Đó là nó kêu tắm vô rồi cái đó. Cái kết quả là sao? Thì mình thấy mình cũng hơi khó chịu, rồi tôi mới đi hái bông trang đó. Dạ. Yeah. Bông trang đó, rồi tôi về tôi lấy rượu tôi tắm tôi dội lên. Cái bông trang á. Dạ. Yeah. Tôi tắm tôi dội lên đầu tôi dội xuống. Rồi tôi nói thầy tôi bệnh kỳ lắm, tôi tự nhiên mình mẩy tôi vài ba bữa cái nổi mụn đen. Dạ. Yeah. Vài ba bữa mụn đốm chỗ này đốm chỗ kia đốm vậy đó. Dạ. Nhưng mà ăn uống thì cũng muốn ăn ăn, muốn không không hả. Nhiều khi không ăn nữa. Binh nó quậy cô đó. Và đi thầy nhiều đó không hết đâu. Đúng rồi, thì tôi biết. Nên tôi không có đi thầy nữa. Đợt sau này tôi đi thêm một ông nữa nha. Cái ông đó ở dưới Gò Công luôn á. Tôi đi xuống với ổng. Mà tôi vô trong cái chánh điện của ổng á. Thì tôi thấy, tôi nói bụng tôi là tôi thấy ông này là chắc không được nữa rồi. Tại sao? Tại vì ông thợ, nói chung là mấy trăm cốt tượng, có tượng á, tượng Phật này Phật kia Phật nọ, ổng về đạo của đạo gì Vinh? Đạo Cao Đài. Đạo Cao Đài sao thờ mấy trăm tượng gì vậy? Đúng rồi, ổng thờ quá trời luôn. Ổng thờ trong hoài nhiều lắm luôn á. Sao dữ vậy? Mấy trăm tượng gì? À, thờ nhiều lắm, nhỏ lớn thì nhiều dữ lắm luôn. Rồi tôi mới nói bụng tôi nói chắc có lẽ là cũng không hết. Nhưng mà bắt buộc vô đó rồi thì ổng phải trị. Để cho ổng trị. Dạ.
thì ổng với lại ổng vỗ vai rồi ổng cũng làm này kia vậy mà. Dạ. Rồi thôi lần đó tới giờ tôi rút luôn, tôi đâu về nữa đâu, là đi ổng con là ông đó một lần thôi. Dạ. Đó là một lần một. Thôi để cô giúp cho, giúp cô hết bệnh gì, cô yên tâm. Đúng rồi nè. Có. Nhiều lắm. Nhiều mà lại lâu nữa. Vô đó rồi là chết thuốc. Nó bóp tim cô cho cô chết. Tại vì tôi thấy tôi đi sần sẩn, tôi không muốn bệnh gì hết á. Mà dạ. Tại sao tôi nằm xuống là tôi bệnh? Đúng rồi, nó bóp tim cô, nó quậy cô cho cô chết. Đúng rồi. Vô đây nè bé, ngồi vĩnh cô. Làm núp núp à? Ngồi bên rồi cưng. Cái tay này là nông tem. Rồi ok, biết rồi. Trời ơi, cậu cổ vô coi làm gì gờ 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 vậy? Cô bình thường đi. Đó, vĩnh bá. Cô nghe không? Nghe ha. Nghe không? Nghe. Ừ. Nghe. Đó, cố gắng chịu nghe. Tôi còn giải quyết giúp cho cô hết. Nghe nó kêu kìa cô. Đúng. Đó. Kêu. Gán hay cô? Ừ. Chỗ nào không có không dễ. Cô để ý. Ở đây là triệt để. Một cái một là hết. Gà sót hết cho cô luôn, không còn nữa. Cho cô khỏe. Ủa? Ừ. Đáng chịu hả cô? Thường thường đi đi nguyên một giây. Nó sắp hàng. Binh nó sắp. Đáng chịu hả cô? Ừ.
đứng nhìn đi cô. Cô đi tới lui. Cô đá vào ra. Cô nhẹ không? Cô ngồi xuống đi. Ngồi, ngồi ngồi đi. Rồi cô đứng gì đi. Đi đi. Cô thấy nhẹ không? Cô thấy nó nhẹ nhiều. Nhẹ ha. Ngồi tiếp tục xuống. Cô quay mặt ra y như nãy đó. Tay cô đặt tên không biết sao đây. Bây giờ cô nằm xuống đi. Gấp. Xuống à. Cô chị bệnh xong giờ cảm giác cơ thể cô sao? Rất là khỏe. Cảm ơn thầy Chung. Cô nhẹ rồi. Nhẹ nhiều lắm. Dạ. Nhẹ dạ. Nhiều. Và khi lúc chị bệnh cho cô có biết cảm giác trong người cô như thế nào không? Biết, nghe, không? Nghe nó kêu cụp vậy đó. Đầu không phải kêu cụp mà nó kêu làm như là cái tiếng gì á chứ. Đúng rồi, như là cái hạt gì bỏ vô nó nổ á. Thì bây giờ gì trong người cô đó thì hồi nãy cô cũng đã nghe rồi thì cô đã bị yếm rất là lâu rồi thì trong người cô đó là một là binh nó quậy cô nó khiển tay chân cô hai đúng là rồi. đinh trong người cô nó sắp thì hồi nãy thì giúp cho cô hết bệnh thì bây giờ trong người cô thấy như thế nào nhẹ nhiều lắm cũng như là bình thường như ngày xưa ha. Bây giờ như là cô nói là thầy Chung trị bệnh rất là thật. Nên giờ cũng mấy người mà có bệnh như vậy thì nhờ thầy Chung giúp. Chứ đi nhiều thầy lắm rồi không có hết.